Máy sấy nông sản gia đình có thể sấy hàng chục loại nguyên liệu cho năng suất cao lên tới 50 kg trên một mẻ. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, ở video trước Ngọc Nga đã giới thiệu cho quý vị dòng sản phẩm máy sấy thực phẩm đa năng cho năng suất cao phù hợp với các hộ kinh doanh quy mô vừa và lớn. Đã có rất nhiều thắc mắc của quý vị bà con gửi về cho công ty, không biết liệu rằng có dòng sản phẩm nào cho năng suất vừa phải phù hợp với kinh doanh nhỏ lẻ hay không, thì Ngọc Nga xin thưa là có ạ. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị bà con dòng sản phẩm máy sấy nông sản gia đình cho năng suất vừa phải với một mức giá phải chăng bà con đã có thể sở hữu ngay cho mình siêu phẩm này. Và không để bà con đợi lâu thêm nữa, xin mời bà con hãy cùng với Ngọc Nga tìm hiểu siêu phẩm này. Xin mời ạ. Máy sấy nông sản gia đình được thiết kế cải tiến hiện đại, sử dụng dòng điện gia đình 220V, phù hợp với mọi hộ gia đình. Ưu điểm của máy giúp giữ màu sắc, hương vị tự nhiên, dinh dưỡng của nguyên liệu cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Máy có thể sấy đa dạng các sản phẩm thịt bò, thịt gà, lá trà, cá, hoa quả, dược liệu tùy theo nhu cầu của người sử dụng, cho năng suất từ 30 đến 50 cân trên một mẻ. Và ngày hôm nay Ngọc Nga có chuẩn bị các loại nguyên liệu bao gồm hoa quả, các loại rau củ như củ cải, bí đao, mướp đắng, lá trà, thịt bò, thịt gà sử dụng với máy sấy nông sản gia đình của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Với tính năng hiện đại, toàn bộ máy được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu inox cao cấp, dày dặn. Khung máy với lớp lót bông thủy tinh cách nhiệt giúp cho nhiệt không bị tỏa ra ngoài, đảm bảo cho hệ thống buồng sấy được ổn định nhiệt. Máy được thiết kế hệ thống chốt đóng mở, hệ thống răng cao su giúp cho nhiệt được giữ kín trong buồng làm việc, không bị thoát hơi nóng ra bên ngoài. Hệ thống rãnh nhiệt được dàn đều hai bên sườn giúp tỏa nhiệt đều vào các khay. Hệ thống thanh nhiệt gồm hai thanh nhiệt chữ U cùng công suất 800 W trên một thanh. Ống hút và hai quạt đối lưu kín nóng được lắp đặt để hút độ ẩm trong buồng làm việc, giúp cho thực phẩm được khô đều, chất lượng. Buồng làm việc của máy bao gồm 10 khay sấy với chiều dài 60 cm, chiều rộng 43 cm và độ sâu của khay là 3 cm, chứa được lượng nguyên liệu vừa phải cho năng suất từ 30 đến 50 kg trên một mẻ làm việc, phù hợp với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Các khay sấy được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox, đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng. Máy được thiết kế với bảng điều khiển hiện đại, tiên tiến, giúp cho khách hàng dễ dàng sử dụng. Máy sử dụng điện gia đình 220V, thích hợp với tất cả các hộ gia đình sử dụng. Và đây là những thành phẩm sau khi sử dụng với máy sấy nông sản gia đình của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Ngọc Nga tin chắc rằng với chiếc máy sấy nông sản gia đình của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong ngành công nghiệp hiện nay, góp phần gia tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho quý vị. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay sở hữu ngay cho mình siêu phẩm giúp ích tuyệt vời cho quý vị? Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, quý vị hãy gọi ngay từ số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu quý vị muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấp ngay vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.